Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 26 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Chuyện chấn động đứa trẻ 10 tuổi ở Việt Nam bị hồn ma các Marx và Lenin ám. Chuyện người bị ma ám là chuyện huyền bí. Hiện tượng này trên thế giới vẫn thường xảy ra và khoa học cũng chưa thể giải thích được. Ý nghĩa của việc bị ma ám là một thế lực vô hình điều khiển hành động của con người đang sống, khiến người đó không thể suy nghĩ và hành động theo ý muốn của bản thân. Ông Karl Marx đã chết cách đây 138 năm, ông Lenin thì cũng đã chết cách đây 98 năm. Tuy nhiên, sự ảnh hưởng của hai con người này cho đến ngày nay vẫn còn rất nặng nề. Mà đặc biệt là tại Việt Nam, học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học và những lý thuyết về chủ nghĩa cộng sản, chuyên chính vô sản, mô hình kinh tế tập trung đã làm cho đất nước và các nước từng theo cộng sản trở nên nghèo đói lạc hậu đến cùng cực. Và điều đặc biệt là từ khi chủ nghĩa phi nhân này xuất hiện trên hành tinh, nó đã giết chết hàng trăm triệu người dân vô tội. Thật kinh khủng. Đây là hình ảnh em bé 10 tuổi bị đầu độc Lenin toàn tập. Có thể nói, cái thể chế cộng sản mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang theo đuổi hiện nay là phần hồn của ông Karl Marx và ông Lenin. Cái hồn này đã ám vào dân tộc Việt Nam 76 năm và tiếp tục ám không biết đến bao giờ. Những thế hệ học sinh dưới mái trường xã hội chủ nghĩa đều bị chủ thuyết này ám, nên có thể nói dân tộc Việt Nam là dân tộc đang bị thế giới khinh khi, rất nhục nhã. Có rất nhiều người học dưới mái trường xã hội chủ nghĩa giác ngộ sự thật, nhưng cuối cùng chế độ quỷ ám này tại Hà Nội cũng tìm mọi cách để hãm hại họ nếu họ dám lên tiếng. Vào ngày 24 tháng 9, trên tờ báo Việt Nam Express của nhà nước Việt Nam có bài viết cậu bé 10 tuổi đọc hàng trăm cuốn sách lịch sử. Cậu bé này tên là Nguyễn Khôi Nguyên, một cái tên rất đẹp, tuy nhiên cậu đã bị Karl Marx và Lenin ám lại. Tuổi thơ là một tuổi cần được nhà nước, gia đình và xã hội tôn trọng tuổi thơ của chúng. Lenin toàn tập là một sản phẩm rất độc hại. Lịch sử Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam viết cũng là một sản phẩm độc hại, vì lịch sử này được viết theo ý của Đảng Cộng sản. Nó mang màu sắc tuyên truyền, chứ thực chất chứa đựng rất ít thông tin để có thể giúp con người. Con đường bị ma ám của cậu bé tội nghiệp đã diễn ra như thế nào? Đam mê lúc 6 tuổi, đến nay Nguyễn Khôi Nguyên đã đọc hàng trăm cuốn sách lịch sử Việt Nam và trên thế giới, bắt đầu đọc bộ Lenin toàn tập. Khôi Nguyên 10 tuổi học lớp 5A, trường tiểu học Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, là con đầu trong một gia đình có hai anh em, bố là cán bộ Đại học Hà Tĩnh, mẹ là giáo viên dạy sinh học tại trường phổ thông Cẩm Bình. Bố mẹ của cậu được xem là trí thức của chế độ xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, trí thức của xã hội này đôi khi là những người bị tẩy não, chứ không phải là những con người mang trí thức thực sự. Ông Biện Văn Quyền là bố của Nguyên cho biết, ngày bé con nhút nhát, ngại tiếp xúc người lạ. 3 tuổi thì con mới được tiếng đơn, chưa thể ghép từ và vài sở thích khác rất khác người, như ăn ngủ chủ yếu đồ mềm, ngoài những lúc tắm rửa tay thì không bao giờ chạm vào vật ướt. Đây là hình ảnh khuôn mặt anh tú của em bé Nguyễn Khôi Nguyên. Ông nói, chúng tôi từng nghiên cứu các triệu chứng chậm tiến, so sánh phản ứng của con, gọi điện nhờ chuyên gia tư vấn, xong họ bảo chưa thấy biểu hiện rõ ràng. Từ đó, gia đình tập cho con biết đọc, đi trên đường hay bất cứ ở đâu. Thấy dòng chữ trên cổng chào, tấm biển quảng cáo là đọc to để cho con nghe, ông Quang kể. Lúc ở nhà, vợ chồng anh Quyền học ông bà nội đều tranh thủ chia thời gian đọc sách để giúp cho con nhanh nói. Gần 4 tuổi, Nguyên nói thành thạo, biết đọc. Cậu bé thích ông nội ngồi xem các chương trình thời sự, chính trị, lễ duyệt binh của quân đội, phim hoặc nhạc truyền thống về cách mạng. Gần 5 tuổi, một hôm tôi thấy con cầm quyển truyện Doraemon và xem rất chăm chú. Ban đầu cứ nghĩ con xem tranh, xong nhìn kỹ thì phát hiện ra con đang đọc và hiểu. Con sau đó đọc cả câu dài trong truyện mà không sai chính tả trước mặt mọi người, khiến ai cũng bất ngờ. Ông Quyền cho biết như thế. Và cha mẹ đã đầu độc con như thế nào? Bố mẹ của Nguyên xem cuốn sách lịch sử là sách hay, xem Lenin toàn tập là bổ ích, chứ không có nghĩa là những thứ đó hay, những thứ đó bổ ích. Trên thế giới, Lenin toàn tập đã bị vứt vào sọt rác lịch sử từ rất lâu, tức là nó là thứ mà thế giới xem là thứ độc hại. Còn lịch sử Việt Nam không được những nhà sử học đúng nghĩa ghi chép, nên nó cũng rất độc hại. Thế mà bố mẹ cứ nhồi nhét cho một cậu bé khi mới lớn bắt đầu học biết, học đọc. Theo tờ báo Việt Nam Express, vào lớp 1
thì bố mẹ Nguyên vừa mua vừa mượn sách lịch sử các cấp cho Nguyên xem, đọc xong hết bộ sách giáo khoa lịch sử từ lớp 4 đến lớp 12. Tiếp theo, em tiếp cận là thế giới 5.000 năm. Ngoài ra, Nguyên còn thỉnh thoảng cùng bố đi đến các nhà sách, thư viện trong tỉnh để tìm đọc những cuốn sách về sơ lược lịch sử Việt Nam, lịch sử thế giới cổ đại và trung đại, lịch sử Liên Xô, vân vân. Lúc không phải đến lớp và đã hết bài tập, nam sinh tranh thủ thời gian rảnh rỗi tìm sách để đọc. Tủ sách của gia đình có hàng trăm cuốn, ngoài chủ đề lịch sử còn có sách về văn học, khoa học, tiếng Anh, vân vân. Đến nay, Nguyên đã xem qua ít nhất một lần, đa số sách đều từ 1 đến 500 trang, có quyển gần 1.000 trang. Đây là hình ảnh người lớn đầu độc trẻ em. Nguyên cho hay, đọc một sự kiện lịch sử luôn ghi nhớ, ý chính xem nó ảnh hưởng đến xã hội giai đoạn như thế nào. Chẳng hạn lúc tìm hiểu về chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, em phải phân tích được vì sao lại được gọi là sự kiện lẫy lừng Nam Châu chấn động địa cầu. Hay xem cách mạng tháng 10 Nga thì phải hiểu tại sao lại tác động đến toàn thế giới, vân vân. Thỉnh thoảng bạn bè, đồng nghiệp bố mẹ đến nhà chơi, cậu bé ra bắt chuyện nhờ họ chỉ dạy các sự kiện lịch sử. Khi được hỏi đáp, Nguyên trả lời xúc tích đầy đủ chi tiết về các giai đoạn phát triển, phong trào, cuộc đấu tranh ở Việt Nam và thế giới từ thời phong kiến đến hiện đại. Và dư luận cho rằng lãng phí tài năng, cả cha và mẹ và giáo viên đều là những người đã góp phần. Cậu bé có thể biệt tài nhớ tiểu tiết là một điểm rất sáng. Nếu hướng cậu đến những giá trị khoa học thực sự thì rất có ích. Cô Bùi Thị Minh, giáo viên dạy lớp 5A, trường tiểu học Cẩm Bình cho biết trong tiết kể chuyện rằng bạn cùng lớp kể về cuộc đời anh hùng Lý Tự Trọng với kết thúc là trước khi mất anh hát bài quốc ca. Nguyên giơ tay bảo bạn kể sai chi tiết cuối, Lý Tự Trọng đã hát bài quốc tế ca, sau đó cất giai điệu bài hát này cho cả lớp cùng nghe. Thật là uổng cho một bộ óc khi bị định hướng sai lệch. Bé Khôi Nguyên cho biết em đọc sách không biết chán, chỉ một số lúc chán là không có sách mới. Không phải học sinh nào cũng có đam mê hữu ích như vậy, tuy nhiên em đã đam mê đọc những thứ không những vô ích mà còn rất có hại. Từ năm lớp 1 cho đến nay, mỗi dịp cuối tuần, anh Quyền luôn chở con lên thư viện tỉnh hoặc thư viện của Đại học Hà Tĩnh tìm sách để đọc. Hơn một năm qua, do Covid-19, anh mượn sách về theo đề nghị của con. Những lúc đi nhà sách, cuốn nào con thích bố mẹ sẽ xem và phù hợp nội dung, giá tiền không mới là quyết định mua quyển đắt nhất mà anh mua cho con, giá tới 700.000 đồng. Đây là hình ảnh các Max Angel Nelin đã để lại giá trị độc hại như thế nào. Cậu bé chia sẻ còn quá nhỏ để nói về ước mơ tương lai. Thời điểm này em cố gắng học thật tốt ở trường, bổ sung kiến thức lịch sử. Mục tiêu sắp tới là đọc hết 55 cuốn Lenin toàn tập. Đến nay em mới đọc quyển thứ hai. Quyển đầu hơn 800 trang em đọc mất khoảng 5 ngày, mỗi hôm đọc vài tiếng. Theo em, vì tình yêu nước Nga em mới chú ý và tìm đọc để hiểu thêm về cuộc đời của Lenin. Sách này lý luận sâu nên em chỉ đọc hiểu, đoạn nào khúc mắc thì nhờ bố giải thích. Ắt hẳn bố mẹ của Khôi Nguyên sẽ rất tự hào vì cậu con trai của họ. Tuy nhiên, nếu họ có cơ hội ra nước ngoài mà tìm hiểu, chứng kiến những giá trị của nền giáo dục nước ngoài thì họ sẽ thấy những việc làm của họ đã và đang là phá đi một tài năng. Ở Việt Nam, một đất nước bị ma ám nhưng tất cả các giá trị đều bị nhìn nhận rất sai lầm. Đấy là điều rất đáng buồn mà người dân Việt Nam đang phải chịu đựng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 26 tháng 9 năm 2021 với bản tin Chuyện đồng trời, đứa bé 10 tuổi ở Việt Nam bị hồn ma Karl Marx và Lenin ám. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.